Đoàn công tác đã chia sẻ động viên các hộ nông dân tại Tuyên Quang bị ảnh hưởng do hoàn lưu cơn bão số 3 vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống và khôi phục lại sản xuất kinh doanh. Đồng thời, đề nghị Hội nông dân tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ động viên các gia đình hội viên bị ảnh hưởng bởi mưa bão, vận động các cấp hội tiếp tục quyên góp ủng hộ, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần HDBank trao hỗ trợ 50 triệu đồng, trợ giúp người dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh.